Xin chào tất cả mọi người nha. Trúc đang ở đỉnh núi rất là cao thuộc địa phận của Phú Yên. Ở nơi này là mình đi từ Vũng Rô ra đây cách khoảng 3 cây số thôi. Mình leo lên ngọn núi này rất là cao luôn. Trên từ trên này thì mình có thể nhìn thấy được nè, núi Đa Bia này, đèo cá này, gọi là Đại Lãnh này. Bên kia thì mình nhìn được thấy đảo Hòn Nưa, nhưng mà mình phải leo lên phía trên này. Rồi mình mới đứng mà nhìn cho nó thấy xuống được nè. Rồi bây giờ mình và mọi người sẽ cùng leo lên đó, rồi sẽ nhìn xuống thấy cái đảo Hòn Nưa nha. Mới leo từ phía bên kia đi qua bên này thì mình nhìn được cái đảo Hòn Nưa này. Đảo Hòn Nưa này trong tầm mắt mình. Bên đảo này rất là đẹp nha. Hôm trước mình có quay cái đoạn clip mà đảo Hòn Nưa cho các bạn xem á. Giờ thì mình leo lên kia rồi mình kiếm chỗ nào mát mát, mình sẽ nướng đồ gì ở đó ăn nha. Đây mọi người, mình mới tìm được cái chỗ rất là mát luôn. Dưới một bóng cây đấy. Lửa thì bên kia mình đã đốt rồi. Bây giờ mình sẽ ướp làm một cái món gọi là trứng cá nướng chi bạc này. Trứng cá bà gù bỏ một lớp ở dưới hả? Leo này khá là mệt. Bây giờ kêu cái đâu được banh ra, bỏ banh ra. Đâu, bỏ trứng vô. Lấy cái dao thái khứa ra. Kiều Kiki đang chọi tay nấu nướng. Có một con chó trong rừng này, nó ra này các bạn. Cái cục bự á. Lâu lâu nó thấy người cho nên là nó lạ rồi. Nó quắt đuôi. Bỏ hai cục đuôi. Lấy cái dao khứa ra. Bỏ vô đi rồi lấy dao khứa ra. Trứng kế bà gù. Ăn chưa? Chưa. Trứng kế bà gù. Mình vừa thâu rách với mạc nè. Biết là bò gù sao như thế nào, hỏi trứng cá. Gù là cá ngừ, đào được đâu á. Thêm đi, lấy bạc ăn nhiều. Chúng tôi đang chuẩn bị món trứng cá người cuốn với bạc. Rồi, xong chưa? Rồi bây giờ nướng món cá chân. Đây anh em chúng tôi gồm nè, Kiều nè, Bảo nè, anh Thanh nè, anh Minh nè. Đi lên đây mình phải leo qua một cái đoạn đường rất là dài, rất là cao luôn. Xe chạy lên chỉ chạy số 1 thôi, chạy số 2 không nổi luôn nha. Bên đây thì mình mới làm xong cái
cái lò nướng này, mình nướng hai củ, có như hai củ của đây là nhìn giống như là hai cái bánh tét nhưng mà bên trong là thịt, một một cái là bên kia là cá trình, còn bên này là trứng cá ngươi. Đó, mình đang nghe mùi rất là thơm luôn, quán với bạc đó bởi vì vậy nó mùi mùi rất là thơm, nhưng mà không biết khi nào là sẽ chín nha. Rồi khi nào chín là mình quay cho các bạn xem tiếp tục nha. Come on. Lấy cái đá cả đống ở đây nè. Cái dép á, cường được, có dép cơ đâu khỏi không à. Có dép đâu. Dép nó cũng khắp, lấy thêm chiếc nữa. Lấy kiểu chiếc nào đó. Rồi, ok các bạn. Bây giờ anh Minh vậy đi. Quá. Anh nhanh Đây, đây là món cá trứng nha, chín rồi nè. Mình đang khui ra. Xỉa luôn, đúng rồi, xỉa luôn. Wow. Nó thơm à, thơm phức luôn không? Chảy nước mũi luôn rồi. Thơm xíu trường sáng mà. Thơm mà chảy nước mũi luôn, nó mới góp rồi. Wow, đấy. Mua nữa. Lấy giấy ra miệng này. Lấy giấy chụp được miếng đây. Wow, đã luôn. Đây. Wow, thấy không? Trứng không? Bay khói lên luôn, các bạn thấy nó bay khói không? Cái đồ nóng của nó còn giữ trong giữ nhiệt trong cái tờ giấy bạc á. Mình giữ đồ nóng nó, cái thân gia vị mà nướng giấy bạc là gia vị nó thường là nó thấm vô rất là ngon. Wow, nhìn tầng lớp gia vị nè, đó. Trứng nè. Nhìn đã không? Rồi. Giờ anh em mình thưởng thức đi. Ăn đi. Lấy giấy lau đũa. Lấy đũa ra. Mình tính lấy đũa ra. Đây. Rồi lấy mấy hũ ớt đồ ra luôn. Anh qua lấy mấy hũ ớt anh. Mấy ớt đồ hả? Đừng quay cảnh này chú ơi. Đổ rồi, đi chụp hết đi. Nó ngồi đó gì hè. Ôi trời. Nóng không? Anh đang nóng, anh đang nóng chậu không à, anh đang cố gắng. Wow. Ngon thiệt. Ngon không? Ủa cho khoảng 5 muối à, 7 viên hồn à. Làm cái lâu nữa bỏ lên nè. Quá biết nè. Bế tục rồi. Thêm miếng muối nữa. Đây là anh Minh. Chuyên ăn to và miếng lớn. Đây. Dao mà. Chưa bao giờ ăn được món cái gừng ngon như thế này. Tận bây giờ mới được ăn. Chưa gắp món ăn miếng rồi. Mấy cái món trứng cá chép và trứng cá chấm mất đi hết. Hai cắt miếng hả? Mời mọi người nha. Nãy giờ quên mời. Kiểu Kiki ăn giống chó. Ăn giật rồi chứ. Đây, sẽ chúc sẽ mời mọi người một miếng nè. Đây, nó hơi rất là dài luôn. Tốt lắm không? Để đá qua đêm, vẫn còn đá luôn cơ. À,
Ồ, phải đẻ. Đây nha, mọi người. Đây, tôi sẽ chấm với muối nè. Muối ớt hải sản. Muối ớt hải sản nha. Bây giờ kèm với một miếng dưa leo. Ăn vậy nó mới ngon. Ừ. Ăn dây lửa mai mốt thèm là lấy gì ăn. Nó rất là dai. Anh Thành thì buồn là ăn. Anh cầm vào kìa. Cầm vào một bên. Đây, mời mọi người nha. Rất là ngon luôn nha mọi người. Đây là món trứng cá. Bây giờ chút nữa thì làm thì món trình nướng nữa. Rất là ngon luôn. Trình nữa đây. Mời mọi người nha. Giật giật răng. Ok. Ok. Anh tình nhiên ăn bước cục cá. Thôi mấy cái đi cho mấy con chó ăn đi. Hết rồi mà. Còn duy gia vị không à? Bỏ cho hai tụi nó tới đi. Ra kìa, ra kìa, ra kìa. Đó, hai con. Ồ, dứt. Ồ, ngon quá nè. Có một đàn mẹ, có cả Phú Quốc ở trên đấy luôn mà. Cho nè ăn nữa. Wow, ngon quá mà. Ui, ăn mà thèm chịu nổi luôn mà. Thấy không? Ăn hết nhanh đúng không? Ăn bột rẹt 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 không? Ừ, ăn mà thèm rồi. Nhìn thương đúng không? Ừ, tăng lên. Không, ăn lên. Rồi. Món mới nào. Rồi, thưởng thức món mới nào. Rồi, vui. Wow, có như cục quá. Cái bánh. Cái khổng lông. Bánh tét. Bánh tét. Này nóng thế. Bánh chín chưa? Nóc lên kêu, nóc dép lên kêu. Mấy con này sống ở lại. Mấy con này sống chín hết lâu. Có được con này sống à? Có được con này, con này sống à? Không phải là chín à? Nó chín luôn á. Chín đỏ luôn. Ồ, nó chín hết đâu. Rồi, đây là món trình nướng nha. Wow, chín hết rồi nè. Bộ ngon ngon à. Ăn luôn xương chứ. Đừng có bánh tráng kêu. Cấp ăn thôi. Xương cá chân xương nhiều lắm. Rồi nó ngồi đi, ngồi đi cầm nguyên con ăn luôn. Quay nguyên con, một người nguyên con cắt cá ăn luôn. Cắt ra anh. Ăn thử miếng ngon. Ừ. Chỉnh hết rồi mà. Chỉnh đâu? Trong đây đâu có đỏ đâu. Cắt miếng này. Giống thịt ngon. Trên này giống thịt con gì á, giống thịt giống mực á. Giống thịt con cá trình. Hey. Giờ mấy anh em mình ăn xong, giờ dẹp dọn chuẩn bị đi về nha. Năm chục năm sau con mình lên nó ăn. Hai chục năm sau gì chơi. Nào giờ nào là dục được đúng không? Mấy cái hoa quả thì đồ ăn thì vứt được, còn mấy cái ni lông thì rồi chai nhựa cái thứ gì xuống thì nó không tan, giấy báo rồi đồ các thứ linh tinh xử lý hết thôi. Đúng là lon mà, lon rồi chai rồi ni lông các thứ. Mới dọn dẹp xong và bây giờ đoàn anh em chúng mình sẽ đi về nha. Trên đoạn đường về thì có rất là nhiều ổi nè, đoạn đường về cái dốc nó rất là dốc luôn đó, cho nên là mình sẽ quay cái đoạn đi về hai ổi nè, với lại đi xuống một cái dốc rất là đỉnh cao luôn á cho mọi người xem nha. Bye bye. Em biết kêu. Giảm đáy. Rồi đánh
Wow. Giờ là chưa thì giờ cái lúc mà mình lên á là mình lên dốc rất là cao. Bây giờ mình xổ xuống như vậy. Cái giống nè các bạn. Wow. Ghê mấy luôn. Bắt bộ mấy luôn á. Ghê bơ mấy. Sao là cái giống dừng đứng luôn. Cua nha. Mấy cái giống được đứng luôn. Cái này sổ từ từ, sổ nhanh rồi, nó đi luôn á. Giống như nhìn núi đẹp đúng không? Nhìn núi đẹp đúng không? Anh thấy núi đẹp bia luôn à. Phúc